Cây trồng vì sao lại ra hoa chậm? Vì sao một số cây trồng lại không ra không đều nhau trong cả vườn? Thì video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho bà con được biết nguyên lý ra hoa của cây trồng. Xin chào bà con, tôi là Nguyễn Văn Sĩ. Tôi cũng có 12 năm trong kinh nghiệm trong những tư vấn kỹ thuật cây trồng. Trong 12 năm vừa qua, tôi đã giúp được cho rất là nhiều các trang trại đã thay đổi được cái kế hoạch canh tác cũng như làm tăng được năng suất của nông sản và thu nhập được kinh tế rất là tốt. Và có rất nhiều người hỏi tôi rằng làm thế nào để cây chúng ta ra hoa đồng loạt, và khi mọi người không hiểu được nguyên lý của ra hoa của cây thì làm sao chúng ta có thể làm cho đồng loạt được, đúng không ạ? Thì hôm nay bà con sẽ xem hết video này thì sẽ có thể là giúp cho bà con hiểu được cái góc nhìn của bà con về cách làm thế nào để cho cây trồng của chúng ta ra hoa một cách đồng loạt hơn nhá. Ok, điều đầu tiên khi mà nguyên lý của chúng ta ra hoa thì chúng ta phải hiểu được rằng quá trình ra hoa được tác động bởi các như cơ chế, ví dụ như là về các yếu tố tác động từ lứa tuổi của cây này, và các chất điều hòa sinh trưởng của cây này, và cái điều kiện môi trường này, và cái sự tác động của ánh sáng này, hay là cũng như là cái độ dinh dưỡng cũng như cái độ chăm bón trước đó của chúng ta. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ với bà con đó chính là sự kích thích bởi yếu tố thứ nhất, đó là sự kích thích bởi các hormone và các chất điều hòa sinh trưởng. Mọi người thường biết đó là ba cái hormone chính, đó chính là ghibberellin, auxin và cytokinin. Thì ba cái thành phần này nó làm ba những cái chất điều hòa sinh trưởng, nó làm ảnh hưởng đến quá trình khởi động và phát triển mầm hoa một cách mạnh mẽ. Và khi mà chúng ta, đó chính là quá trình mà chúng ta phải phân biệt được là quá trình hãm hoa, hãm già lộc và phân hóa mầm hoa. Đây là quá trình mà chúng ta là dùng sau của quá trình hãm lá, bà con nhé. Và yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường nó chính là liên quan đến thứ nhất là độ dài của ngày, và một số các cây trồng thì phải phụ thuộc vào độ dài ngày này để biết được là quá trình bắt đầu của việc ra hoa. Đấy, ví dụ như cây hoa cúc này, ví dụ như cây thanh long này, thì mọi người sẽ biết được cái điều mà chúng ta cần điều chỉnh khoảng cách ra hoa theo cái từng ngày đó, thì chúng ta sẽ biết được là cái cây của chúng ta sẽ thích hợp hay không. Cây có thể phân biệt được thành các loại như cây dài ngày, cây ngắn ngày hay cây trung tính đó. Và yếu tố thứ hai trong yếu tố môi trường đó chính là về nhiệt độ. Thì điều kiện nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và quá trình và để cho cây của chúng ta phát triển rất là nhiều. Một số cây trồng thì cần một giai đoạn lạnh để chúng ta có thể phân hóa mầm hoa. Đặc biệt là mọi người nhìn thấy rõ nhất đó chính là cây gì? Đó là cây vải ở ngoài Bắc của chúng ta. Và một số cây thì chúng ta cần điều kiện nó phải có độ nóng. Ví dụ như là cây sầu riêng thì mọi người có thể là điển hình cho những cái cây trồng đặc tính như vậy, thì chúng ta có thể là dùng trong giai đoạn nhất định. Vì sao không thể là bắt hoa giai đoạn cây vải giai đoạn mà mùa hè hoặc không có đông được, đúng không ạ? Cho mọi người lưu ý cái việc đó để quá trình mình xử lý để nó mang tính hiệu quả cao hơn. Và yếu tố thứ ba đó chính là sự tác động của ánh sáng. Cái sự phân cực của ánh sáng ấy, nó sẽ cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta tạo ra hoa rất là nhiều. Là sự phân cực của ánh sáng thì có thể ảnh hưởng kích thích và hay là ức chế quá trình ra hoa. Ví dụ như một số các loại hoa hoa cúc hay cũng như là cây thanh long, nó là một trong những cái yếu tố mà bị chịu tác động bởi ánh sáng rất là nhiều. Thứ hai đó là cái chất lượng của ánh sáng và cái độ chiếu sáng, cái cường độ cũng như là các bức xạ, các bức sóng ấy, thì nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng đến cái quá trình ra hoa nhanh hay chậm của cây. Và yếu tố thứ tư đó chính là cái sự trạng thái sinh học hay là dinh dưỡng của cây trồng. Như mọi người hình dung ra, khi cây của chúng ta ấy, đối với khi giai đoạn mà đã hãm hoa và đã quá trình phân hóa mầm hoa rồi, thì mọi người hình dung ra nếu cây yếu của chúng ta thì quá trình mà đẩy phân hóa mầm hoa cũng rất là chậm. Nhưng đối với cây của chúng ta đã có dinh dưỡng trước đó, và khi bổ sung những cái dòng amino acid cũng như là những cái protein trong giai đoạn tức thời giai đoạn mà phân hóa mầm hoa, thì sẽ làm cho quá trình mà đẩy hoa nhanh hơn. Bà con sẽ nhìn thấy cái mắt hoa, những cái lách lá nó sẽ đẩy mắt căng hơn. Thì đó chính là cái yếu tố dinh dưỡng rất là quan trọng trong giai đoạn này. Và có cái yếu tố cũng rất là ảnh hưởng lớn đối với cái năng suất của ra hoa, đó chính là cái tuổi cây ấy. Khi một số cây trồng của chúng ta khi còn non thì nó sẽ quá trình cây của chúng ta rất là sung,
thì nó quá trình ra hoa nó sẽ ít hơn, nghĩa là cái mật độ ra hoa nó sẽ kém hơn so với những cây già. Bởi vì những cây già thì những cây nó đã thuần thục rồi thì nó có tính quen thuộc trong quá trình ra hoa, thì nó sẽ đều đặn trong quá trình từng mùa một, thì có yếu tố tác động rất là đơn giản nó cũng có thể làm ra hoa. Vậy mọi người sẽ căn cứ vào cái tuổi cây để có thể là chúng ta có những cách làm hoa khác nhau để chúng ta có thể làm tiết kiệm được cái công lao động cũng như là tiền các chi phí đầu tư. Cái yếu tố thứ năm đó là sự tương tác với các yếu tố khác, đó là cái sự mà ví dụ như là một số cây trồng về biến đổi gen, vì các gen có thể liên quan đến quá trình mà ra hoa hoặc là cần đến cần được cái sự kích hoạt bởi các bắt đầu của quá trình này, thì mọi người có thể là mọi người lưu ý điều đó, hoặc là có thể là mình ghép bằng những cái mắt lai, bằng những cái mắt ghép khác, thì nó cũng làm tác động đến quá trình ra hoa của cây của chúng ta. Và cái yếu tố rất là quan trọng đó là cái sự stress của cây ấy, là đối với những cây trồng mà giai đoạn mà bị stress thì nó chính là giai đoạn mà làm tạo ra ngừng những cái quá trình sinh trưởng. Thì các yếu tố stress như là khô hạn này, như là quá trình mình tạo khô hạn để mình tạo hạn hán ấy, hoặc là làm thiếu dinh dưỡng, thì có thể làm ảnh hưởng làm chậm đến quá trình mà ra hoa. Ví dụ như là nó sẽ làm đến quá trình mà làm già lá, nhưng không, nó không làm trong cái quá trình mà làm ra hoa được. Mọi người lưu ý điều đó. Vậy cho nên là khi mà đối với những một số cây trồng của chúng ta đã hãm ủ trong thời gian rất dài rồi, nhưng mà cái cây, cái đất của chúng ta cái pH rất là thấp, và do yếu tố là hạn hán cho nên không có nước, thì nó sẽ làm cho cái quá trình mà bị nghẹn hoa. Và chính cái yếu tố mà chúng ta chỉ cần tác động thêm nước để làm cân bằng cái môi trường, cũng như là tác động thêm cái pH để làm thúc đẩy cái môi trường đất nó trung tính, thì nó sẽ giải thoát cái quá trình stress cây, thì cây của chúng ta sẽ phục hồi lại và cây của chúng ta sẽ bật hoa ra rất là nhanh. Thì trong cái yếu tố đó mọi người sẽ cân đối, sẽ đối với những cái vườn của mình đang thiếu yếu tố nào và có thể bổ sung những cái yếu tố trên để làm sao để cho quá trình mà ra hoa được một cách nhanh hơn hoặc là có tính chủ động hơn. Thì video vừa rồi sẽ chia sẻ cho mọi người hiểu hơn trong cái góc nhìn được là các nguyên lý để ra hoa. Nếu bà con đã thấy video của sĩ rất hữu ích thì bà con hãy cho sĩ xin một like, chia sẻ trên các tường của bà con hay trên các hội nhóm về cũng đang trồng cây, để có thể chúng ta có những cái góc nhìn trao đổi để có thể mang cái tính hiệu quả hơn so sau này. Xin cảm ơn bà con, sẽ hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Xin chào.